chi đâu. Mic thoải mái không? Mic từ nãy giờ có làm gì đâu. Như vậy thì xin chào quý vị khán giả thân yêu của VFTV một lần nữa. Có lẽ đây là lần thứ tư trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Tôi chào mọi người hơi nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với trận chung kết thuộc khuôn khổ giải bóng đá tất niên Trà Family năm 2022. Và bây giờ là trận chung kết có sự góp mặt của đội bóng áo đỏ và áo xanh biển sẽ đối đầu để... Không sao đâu. Đúng rồi, là đội bóng áo trắng và đội bóng áo xanh biển. Đây là vị trí của Đạt, sút bóng ngay. Đạt cho thấy được một đẳng cấp mà có được ở một phủi thủ, một siêu sao của bóng đá phủi. Vừa rồi là một cú sút rất nhanh thôi. Chưa đầy một phút từ khi đồng hồ bắt đầu chạy, đúng hơn là 50 giây, thì Đạt đã có được bàn thắng dành cho riêng mình và đội bóng áo xanh dưỡng. Chưa cái chính xong đấy, chưa thấy bảo. Tôi còn chưa kịp giới thiệu xong trận đấu này, còn chưa kịp điều chỉnh xong về bàn kỹ thuật thì bàn thắng đã tới dành cho Đạt và những người đồng đội của mình rồi. Trọng tài đã cắt còi. Đá phạt dành cho đội bóng áo trắng. Như vậy là đội bóng áo trắng sẽ có sự góp mặt của cầu thủ có lẽ là đá ở vị trí cánh Đức Tỉn, chứ không phải là thủ môn Đức Tỉn như ở câu lạc bộ du lịch mà chúng ta thường hay biết nữa. Lệ rời phối hợp với Đức Tỉn. Tùng vẫn đang là Đức Tỉn. Dũng Bắc, Vũ phối hợp đối với vị trí của Tùng. Bóng về dành cho cầu thủ mang áo số 26. Đức Tỉn làm gì đây? Đức Tỉn lấy được 30 và bàn thắng gỡ hòa. Bàn thắng gỡ hòa tới với các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Tình huống mà Đức Tỉn có bóng và xin luôn 30. Sau đó là một tình huống đệm bóng không thể dễ dàng hơn để gỡ hòa trong trận đấu chung kết ngày hôm nay. Không có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Trận đấu của chúng ta hôm nay đang diễn ra với nhịp độ phải nói là vô cùng nhanh, khi mà đây là trận đấu chung kết với một tính chất vô cùng quan trọng để tối nay còn biết là đội nào uống nhiều bia hơn. Một giải bóng đá giao hữu tất niên cuối năm mà chúng ta nhìn thấy được sự xuất hiện của những siêu sao bóng đá phủi, những phủi thủ ở những sân chơi cao nhất của bóng đá phủi. Những con hổ của bóng đá phủi đang hóa mèo ở giải đấu này. Thực sự là một giải đấu mà chúng ta không đề cao chuyên môn và đề cao tiếng cười và anh em giao lưu nhiều hơn. Đức Tỉn. Bóng ra dành cho Lệ Rời. Đây là thủ thành Tưởng. Dũng Bắc. Đức Tỉn đối đầu với Trung Ốc. Đây là bình luận viên Quốc Khánh. Tỷ số vẫn đang là 1-1 và sau khi có được bàn thắng gỡ hòa thì có vẻ như hai đội bóng của chúng ta đang thi đấu có nhịp độ chậm lại rồi. Có lẽ là đề cao tính chuyên môn cao hơn hay chẳng. Lệ Rời. Có lẽ là tính chất của một trận chung kết thực sự đang chuẩn bị được diễn ra rồi.
Dũng Bắc, đây là vị trí của Vũ. Đúng hơn đó là vị trí của Tùng. Còn đây là cầu thủ Dũng Bắc, cựu tuyển thủ Futsal Việt Nam, và mất bóng và bây giờ là lên bóng dành cho Trung Ốc. Vẫn là Trung Ốc, cầu thủ mang áo số 11 của đội bóng áo xanh dưỡng. Đến xin chủ anh. Tuấn Anh Junior. Đến xin chủ anh. Sơn Tiger. Đến xin chủ anh. Tuấn Anh Junior. Vẫn đang là các cầu thủ đội bóng áo xanh dưỡng. Không được rồi. Có vẻ như là hơi bí rồi. Ở trận đấu chung kết hôm nay của chúng ta có những gương mặt nổi bật. Đó là Tuấn Anh Junior, cầu thủ đạt mang áo số 19 đang đá cho câu lạc cựu cầu thủ bên đội bóng du lịch. Cầu thủ Đức Tin. Lệ rơi. Và đó là vị trí của bình luận viên Quốc Khánh nữa. Có rất nhiều những gương mặt quen thuộc của chúng ta. Sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng áo xanh. Bóng về dành cho bình luận viên Quốc Khánh. Nhiên có thấy thiếu cái gì không? Trong người mà. Không nhớ đâu. Nãy rời sân bóng rồi, ách ở lý. Dũng Bắc. Đang tìm kiếm những người đồng đội của mình. Bóng ra đối với vị trí của Vũ. Quyết định là sút bóng ngay. Một ý tưởng tấn công chưa được thực sự sáng nước. À, lúc này trên sân rất nhiều người mộ đến xem vai đồ cán nhưng không được đá chung kết. Thôi. Trêu vậy là cái gì cán gì tính này. Sau khi không thể giành được tấm vé vào trận chung kết này thì hiện tại trên sân tôi đang thấy một số cổ động viên, một số fan hâm mộ nhí của Can Chris đang ở trên sân để có thể gặp trực tiếp idol Can Chris của mình và có thể xin được chữ ký. Phản công dành cho đội bóng áo xanh dương. Đây có lẽ là cơ hội để họ có thể. Không được rồi. Tôi còn chưa nói hết câu thì tình huống tấn công của họ đã bị bẻ gãy. Đức Tín. Vũ. Phối hợp tương đối hay tới từ đội bóng áo trắng. Và đây là cái chân của Dũng Bắc. Một chân chia bài tương đối tốt. Cú sút ngay. Một cú sút mang theo rất nhiều quyết tâm của số 26 bên phía đội bóng áo trắng. Đó là Tỉnh. Tôi đã cảm nhận được trận đấu này là một trận đấu không thực sự có tính chất giao hữu rồi. Có vẻ như cả hai đội bóng của chúng ta đều đang quyết tâm để có được chức vô địch trong giải thi đấu hôm nay, giải Tứ Hùng buổi chiều ngày hôm nay. Những tình huống về gầm rất khó chịu đến từ đội bóng áo trắng. Đức Tín. Dũng Bắc. Bóng về. Quá người tương đối hay. Đây là cơ hội. Không được rồi.
Vừa rồi thì chúng ta đã thấy được kỹ năng chơi chân của Đức Tỉn, một trong những thủ thành chơi chân phải nói là tốt nhất trong giới bóng đá phủi của Việt Nam. Tuy nhiên thì bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 không đến dành cho đội bóng áo trắng. Tuấn Anh Junior, Tuấn Anh Junior giải vây tốt và bây giờ là quay bóng lên để có thể có một đường tấn công, bóng hướng tới vị trí của Đạt. Vẫn còn. Bóng hướng tới với cái chân của Dũng Bắc. Đức Tỉn. Thi đấu hơi phiêu lưu. May mà vẫn có thể đưa bóng về dành cho thủ thành Tưởng trong tình huống vừa rồi. Lại là những tình huống bàn bật đến từ đội bóng áo trắng. Hơi chậm rồi. Bàn bật rất hay nhưng không thể tiếp được bóng tới từ vị trí của Đức Tỉn. Sau khi bỏ lỡ một cơ hội 10-10 thì Đức Tỉn trong tình huống vừa rồi nở một nụ cười rất tươi. Vừa rồi thì có một tình huống ở ngoài sân. Những fan nhí của Idol Cán Quýt đã xin được chữ ký lên trái bóng. Và có vẻ như các cổ động viên nhí này đang đấu giá quả bóng này với giá là 2 triệu. Có quý vị khán giả nào trên kênh livestream muốn mua thì hãy liên hệ fanpage của VFTV. Đức Tỉn. Vẫn là lối chơi bàn bật bóng nhỏ rất bình tĩnh. Lệ rơi. Đấy, tên vào đấy nó mới đúng như ký không vậy ạ? Vâng, ký không thôi. Nó có phản ra. Vô. Kiếm cái gì đi, ký vào thầy này. Ghi vào đấy là ghi bảo chú là chú ấy ghi cho cháu là thân tặng cháu. Này này này, đại cán. Vẫn là vị trí của Vu, vẫn đang là những tình huống chuyền bóng ngắn để có thể kéo giãn hàng phòng ngự. Một lối chơi quen thuộc chúng ta thấy được ở Trà Phe Mili. Bóng ra, Đức Tỉn đã đón được bóng rồi. Đây là vị trí của Tỉnh, không thể đưa bóng xuống đáy biển. Hơi cầu toàn trong tình huống vừa rồi khi mà số 26 bên phía đội bóng áo trắng có thể đưa ra một tình huống sút bóng ngay. Khi mà tính chất của trận đấu và chuyên môn của trận đấu đang được đẩy lên cao hơn thì tôi cũng sẽ bình luận một cách nghiêm túc hơn và có chuyên môn hơn. Đạt. Mấy này không xin được à? Chán đấy. Thế mỗi này có rồi, này không mạnh dạng. Ai đó cho ngay. Trung Ngọc. Bóng lên tương đối hay. Đây là số 27 bên phía đội bóng áo xanh Dương. Vẫn là những tình huống bàn bật rất nhỏ, bàn bật nhỏ để có thể kéo giãn hàng phòng ngự tới từ đội bóng, đúng hơn là tới từ cả hai đội bóng. Đức Tỉn chạy bóng rất khó chịu. Đức Tỉn vừa có một tình huống chơi bóng phải nói là vô cùng kinh nghiệm khi mà anh quyết định sút bóng thẳng vào người vị trí của Đạt để có thể lấy được một tình huống phát bóng lên. Bây giờ là lên bóng dành cho đội bóng áo trắng. Lệ rơi. Bóng xuống đáy biển nhưng tốc độ của Vũ trong tình huống vừa rồi là chưa thực sự tốt. Một đường chuyền không tốt và đá biển. Đá biển dành cho đội bóng áo trắng. Có lẽ là trận đấu chung kết này của chúng ta có tính chất quá quan trọng
khi mà nó sẽ quyết định xem là tối nay đội nào sẽ phải uống nhiều cồn hơn. Thì có lẽ là trận đấu này của chúng ta sẽ kết thúc với tỷ số 1-1 ở hiệp thi đấu thứ nhất mà thôi. Nhưng đây là tấn công dành cho đội bóng áo trắng. Đức Tỉn vẫn có thể khống chế bóng, vẫn đang là Đức Tỉn chơi bóng bằng chân rất hay tới từ thủ thành của câu lạc bộ du lịch. Vũ khống chế bóng. Động tác giả của Vũ, Vũ qua được hai người rồi. Nhưng chuyền cho ai vậy? Một tình huống mà Vũ qua đến một người, hai người, ba người và anh chuyền cho Bốt Điện ở ngoài đường biên. Ra lấy bút lông thì kiếm bút lông như thế xin được ký cho. Hay là có lấy ký cái bút này vào đấy không? Bút này nhìn nó mờ lắm. Lên bóng dành cho đội bóng áo xanh, liệu có bàn thắng nào trước khi hiệp một này kết thúc hay không? Muốn lên sóng không? Dũng Bắc vẫn đang là Dũng Bắc. Bóng về dành cho Đức Tỉn. Đây là vị trí của Lệ Rời. Vẫn đang là Lệ Rời, Dũng Bắc. Trận đấu của chúng ta đang có tính chất giằng co hơn rồi. Tuấn Anh Junior. Đạt làm gì đây? Quyết định là có lẽ đó là một quyết định sút bóng thẳng vào cột hải để có thể có một pha tiếp bóng tới từ vị trí của số 27 bên phía đội bóng xanh dương. Tuy nhiên thì có vẻ như ý đồ của Đạt đã bị bắt bài. Mấy này không xin nữa. Trung ốc. Chéo bóng. Bóng hướng tới vị trí của Đạt và đỡ bóng bước một phải nói là cực tốt. Làm gì tiếp theo đây? Hơi khó rồi. Với những phủi thủ, với những cầu thủ siêu sao ở bóng đá phủi và có tính chất chuyên môn tương đối tốt, tương đối cao thì với những tình huống mà các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh dương đang cố gắng để có thể đưa bóng vào khung thành là tương đối khó. Lên bóng dành cho đội bóng áo trắng. Mất bóng nguy hiểm, đặt qua người không thành công. Dũng Bắc đã thu hồi lại được bóng dành cho đội bóng áo trắng rồi. Đây là cơ hội dành cho Vũ. Dũng Bắc và một pha đánh gót của Lệ Rời. Nếu như quý vị thích thì tôi sẽ replay pha đánh gót này của Lệ Rời 3 lần. Chúng ta hãy cùng xem một tình huống phối hợp mà Lệ Rời đánh gót. Lệ Rời đánh gót phải nói là vô cùng điệu. Điệu như người anh em cán quiz của anh vậy. Trong lúc này thì idol cán quýt ở ngoài đường biên đang bị vây kín bởi những cổ động viên nhí, bởi những fan nhí. Trọng tài cho rằng đá phạt lên dành cho đội bóng áo xanh của chúng ta. Như vậy là như vậy là phần thắng đang thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Khi mà mới một pha đánh gót của Lệ Rời làm chúng ta phải bất ngờ. Và với một tính chất đang tương đối đẩy lên tương đối cao của trận đấu chung kết giao hữu này mà Lệ Rời có thể đánh gót pha ở tình huống vừa rồi thì phải nói là vô cùng ngạc nhiên. Trung ốc vẫn đang ở trung ốc, cú sút rất hay của trung ốc trong tình huống vừa rồi. Phải nói là một cú sút mà trung ốc rất tinh tế, tuy nhiên thì vẫn chưa đủ may mắn để có thể có được bàn thắng gỡ hòa. Đức Tỉn chơi bóng rất khó chịu. Dũng Bắc và Đức Tỉn. Bóng đi hết đường biên ngang. Cái dép này về nó không được đi chưa? Nó về
Con giày thì được, dép này mới không được đi. Tí nhẹ thôi. Về đóng tủ kính. Như vậy có lẽ là hiệp thi đấu thứ nhất của chúng ta đã kết thúc rồi. Không cần. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ đến luôn với hiệp thi đấu thứ hai để trận đấu này có thể kết thúc nhanh nhất có thể để các cầu thủ về còn đi ăn tất niên. Với một trận thi đấu giao hữu thì phần thắng hiện tại chiều khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất là 2-1, 2-1 dành cho đội bóng áo trắng. Đức Tỉn đỡ bóng rất xinh, vẫn đang là Đức Tỉn. Dũng Bắc, Dũng, Đức Tỉn vừa rồi tung ra một đường truyền phải nói là nhãn quan vô cùng tốt chứ không phải là một cú sút. Đức Tỉn bóng đập vào cột dọc trong tình huống vừa rồi, một tình huống mà Đức Tỉn rất khéo léo và sau khi bỏ lỡ thì anh lại cười một nụ cười rất tươi. Lễ Rời, người đã nâng tỷ số lên 2-1 trong tình huống vừa rồi. Vũ phối hợp với Đức Tỉn, cải người là tương đối tốt. Đức Tỉn, đường chuyền bóng đã bị cắt rồi. Bóng hướng tới vị trí của Đạt, bóng được đưa xuống đáy biển. Không thể đưa bóng vào trong tình huống vừa rồi mà là quyết định truyền về đối với vị trí của Đạt. Một tình huống xử lý chưa thực sự tốt ở bên phía đội bóng áo xanh. Trung Bắc quyết định chuốt từ rất xa. Không vào. Một tình huống Trung Bắc rất quyết tâm. Trung Bắc đặt tất cả quyết tâm của mình vào cú sút vừa rồi. Để có thể gỡ hòa, để có thể ít nhất là tiếp tục cạnh tranh chức vô địch của giải giao hữu ngày hôm nay. Giải bóng đá giao hữu Tứ Hùng ngày hôm nay. Sẽ có đá phạt góc dành cho đội áo xanh dương. Đức Tỉn. Đây là cái chân của Vũ qua người tới được vị trí của Vũ. Và anh đã đem lại được một tình huống đá phạt dành cho những người đồng đội của mình. Và đây sẽ là một tình huống đá phạt mà chúng ta có thể tận dụng được sự khéo léo và đẳng cấp của những phùy thủ. Có thể là cũng là đến từ cái chân của Dũng Bắc và quyết định đá phạt nhanh. Đưa bóng vào thủ thành bên phía đội bóng áo xanh dương đã khép góc tốt. Vẫn là những tình huống lên bóng dành cho đội bóng áo xanh và không thành công. Bây giờ sẽ là một tình huống đá biển. Đá biển dành cho đội bóng áo xanh dương, họ đang rất khát bàn thắng để gỡ hòa rồi.
2-1 đúng không nhỉ? Vẫn 2-1. Chúng ta cùng xem tình huống bóng này. Một pha lốp bóng khi mà thủ thành đã lên cao tới từ vị trí của Vũ. Một pha lốp bóng phải nói là vô cùng điệu của Vũ. Hãy cùng xem lại tình huống này. Thủ thành đã lên cao và đỡ bóng bằng ngực là không tốt. Và ngay sau đó là một pha lốp bóng này. Làm chậm lần nữa. Làm chậm 2 lần. Khó càng thêm khó dành cho đội Xanh Dương rồi. Thầy nào? Tuấn Anh Junior. Tuấn Anh Junior là một phùy thủ, là một siêu sao ở bóng đá sân 7. Tuy nhiên thì anh vẫn chưa có bàn thắng trong giải giao hữu ngày hôm nay. Có vẻ như những chú hổ ở sân bóng phủi thì đang hóa thành những chú mèo ở sân bóng giao hữu ngày hôm nay rồi. Bút có dấu vân tay. Bút của thằng bình luận viên lấy bút gì của chú cán mà. Đây là Tuấn Anh Junior. Ít phút trước đây thì tôi chỉ bảo là Tuấn Anh Junior chưa có bàn thắng trong giải giao hữu hôm nay thôi. Thì ngay sau đó anh đã có một pha đóng bằng chân trái rất đẳng cấp, một tình huống đỡ bóng ra để có một hướng sút bóng và ngay sau đó là vụt luôn. Một tình huống không mấy làm lạ đối với vị trí của Tuấn Anh Junior. Okay chưa? Lên bóng Đức Tịt, tốc độ của Đức Tịt. Đưa bóng vào, quyết định không phải là đưa bóng vào mà có lẽ là định sút thẳng tới từ vị trí của Đức Tịt. Bây giờ thì cách biệt lại chỉ còn một bàn thôi, đẩy cao đội hình rất cao tới từ đội bóng áo xanh. Cú sút của Đạt đi thẳng vào chiếc áo kỷ niệm của Trà Family. Có lẽ là Đạt trong tình huống vừa rồi đã nhắm một con chim nào đó ở trên cành cây kia. Mày cứ nói em gì? Ngứa mồm à? Đâu thầy đâu? Thầy đâu? Tuấn Anh Junior. Thầy đây à? Thầy số 27 ở đấy, ông đang bóng. Trung Ốc sẽ là người thực hiện tình huống đá biên này. Tôi không hiểu sao nhưng mỗi lần thấy thủ thành Đức Tỉnh là tôi lại thấy anh đang cười. Đưa bóng vào, Tuấn Anh Junior làm gì đây? Cú sút ngay! Rất đồng đội tới từ Tuấn Anh Junior. Dẻo thật quá, dẻo chưa? Một tình huống bóng mà chúng tôi phải nói là rất bánh dẻo tới từ vị trí của Tuấn Anh Junior. Tuy nhiên thì đồng đội của anh lại bỏ lỡ rất đáng tiếc để trận đấu này có thể đưa về thế quân bình một lần nữa. Tuấn Anh Junior có lẽ là chuẩn bị thể hiện phô diễn hết kỹ năng của mình rồi. Có lẽ là hôm nay trên sân Trung Kính Hạ ít phút nữa thôi sẽ là một Tuấn Anh Junior của những sân chơi HPL chứ không phải là của giải giao hữu hôm nay nữa rồi. Bóng hướng tới vị trí của đây là Sơn Tiger, đưa bóng vào không được hoàn hồ cho thủ thành tưởng trong tình huống vừa rồi thì anh đã có một tình huống khép góc tốt. Một tình huống khép góc tốt và bây giờ là một pha đánh đầu không thành công. Bóng về dành cho Đức Tịnh. Lệ Rời kéo bóng rất tốt tới từ Lệ Rời và đây là người nâng tỷ số lên 3-1. Dũng Bắc vụt bóng ngay, một cú sút rất mạnh, một cú sút rất mạnh của Lệ Rời, bóng đi thẳng lên mái nhà vượt qua tầm kiểm soát của lưới sân Trung Kính.
Cú sút vừa rồi của Lễ Rơi bóng vượt qua tầm kiểm soát của lưới ở sân Trung Kính ạ. Một sân bóng, tuy nhiên thì những cú sút hơi cao của các cầu thủ của chúng ta thì vẫn có thể vào cửa kính cửa sổ của các nhà bên cạnh là bình thường. Thậm chí nhà nào mở cửa sổ thì có thể có được một trái bóng luôn. Tuấn Anh Junior làm gì đây? Vẫn là một lối chơi rất đồng đội. Đạt. Đây là vị trí của số 27 bên phía đội bóng áo xanh. Trung ấp. Rất khó để có thể đưa bóng vào gần hơn đối với khung thành tới từ đội bóng áo xanh dưỡng, khi mà đội bóng áo trắng đang quyết định là lùi rất sâu để có thể bảo toàn được tỷ số và có thể hướng tới chức vô địch trong trận đấu ngày hôm nay hay chẳng. Còn khoảng 10 phút nữa thì trận đấu của chúng ta sẽ kết thúc. Nếu tỷ số này được giữ nguyên thì xin chúc mừng đội bóng áo trắng. Còn 10 phút còn lại nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra. Mọi điều bất ngờ đều có thể sẽ có thể xảy ra trong bóng đá. Lê Đại Cán luôn, mẹ phải đọc rõ chúng đấy, không thể này nó không nhìn. Cắt bóng tốt tới từ vị trí của Lễ Rơi và bây giờ là phản công. Tình bóng đến với cái chân của Vũ. Lại là một lần nữa phản công không thành công và bây giờ là phản công ngược lại dành cho đội bóng áo xanh dưỡng. Sút bóng ngay. Tuấn Anh Junior. Bạn xem cái ảnh tôi chụp với Ronaldo Messi này. À, tôi chụp cùng Ronaldo Messi này. Đúng không? Vẫn đang hơi khó dành cho đội bóng áo xanh của chúng ta. Cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Như vậy là đã có bàn thắng. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho đội bóng áo xanh của chúng ta. Ba đều, một kịch bản mà ai cũng mong muốn ở trong trận chung kết này. Một trận chung kết có tính chất quan trọng nhưng không quá quan trọng. Tuy nhiên thì vẫn là một trận chung kết có chất lượng chuyên môn tương đối cao tới từ các ngôi sao của chúng ta trên sân trong ngày hôm nay. Tuấn Anh Junior không có bàn thắng, nâng tỷ số lên 4-3 dành cho đội bóng áo xanh và bây giờ là phản công. Bóng vẫn còn dành cho đội bóng áo trắng. Chú Tẹo đã vào sân rồi. Chú Tẹo sau khi bỏ lỡ một tình huống bóng thì cười rất tươi. Phát bóng giải, bóng hướng tới cái chân của Đức Tịnh. Sút bóng ngay. Chú Tẹo trở lại sân. Và nếu như mọi người không biết thì chú Tẹo gần như là thầy của tất cả các thành viên trong Trà Family. Và cùng với đó là đội bóng du lịch trước khi giải thể. Bè người rất tốt tới từ chú Tẹo nhưng Đạt trong tình huống vừa rồi đã qua được vị trí của người thầy của mình. Lên bóng, chú Tẹo vẫn rất khéo léo, Dũng Bắc. Đây là Đạt. Cú sút! Và 4-3! Lội ngược dòng thành công! Lội ngược dòng thành công tới từ đội xanh dương và có vẻ như đó lại là vị trí của số 19 Đạt. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ du lịch đang thi đấu rất trôi sáng trong trận thi đấu chung kết của buổi chiều ngày hôm nay trên sân Trung Kính ạ. Của khuôn khổ giải bóng đá. Tất nhiên
Cha Family 2022, giải bóng đá giao hữu Tứ Hùng. Những tình huống bóng phải nói là rất kịch tính đang được đưa ra rồi. Vẫn còn khoảng 6 phút dành cho nỗ lực lấy lại chính mình tới từ đội bóng áo trắng. Đức Tín. Sút bóng ngay, một pha đóng phải nói là rất quyết liệt. Một cú sút bóng ngay đến từ vị trí của Lệ Rời. Có lẽ là Lệ Rời đang rất khao khát có được chức vô địch. Về bóng rất khéo léo tới từ vị trí của Đạt. Tiếp tục là đá biên dành cho chú Tệ và những người đồng đội của mình, những người con, những người cháu của mình. Đưa bóng vào. Có một pha dẫm chân giữa vị trí của chú Tệ rồi. Lên bóng phản công 3-1. Vườn không nhà trống rồi, có sút được bóng hay không? Rất khéo léo, vẫn chưa sút bóng. Hay là không thèm sút đây? Dũng Bắc đã thu hồi được bóng và bây giờ là phản công dành cho đội bóng áo trắng. Vẫn là Dũng Bắc. Đang tìm kiếm những người đồng đội của mình từ trận chia bài hay nhất của giải đấu hôm nay. Chú Tệ điều chuyển rất tốt, Đức Tín. Đức Tín che người rất khó chịu trong tình huống vừa rồi. Lại bắt đầu là những tình huống có tính chất chuyên môn cao hơn đến từ cả hai đội bóng của chúng ta rồi. Khi mà đang đá rất chắc ăn tới từ cả hai đội tuyển. Bây giờ người đang gặp thế khó là đội bóng áo trắng, nên họ phải chơi chắc chịu. Khi mà chúng ta thấy những cầu thủ thuộc biên chế của gia đình Cha Family thì chúng ta đều thấy một lối chơi đó là bóng ngắn và kiểm soát bóng tương đối nhiều. Vừa rồi thì tôi đã nghe thấy một tiếng còng, một tiếng còng được vang lên và những sự tiếc nuối đang hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Sao có theo nghề của chú không? Ăn cục nó phép. Chú Tệ. Đá phạt góc dành cho đội bóng áo trắng của chúng ta. Tiếp tục là đá biên. Chú Tệu thực hiện một tình huống đá biên rất vội tới từ vị trí của chú Tệu. Đây là vị trí của Tình. Dũng Bắc. Tùng. Bóng lại trở về với cái chân của Dũng Bắc. Dũng Bắc vẫn đang là một chân chưa bại. Anh luôn tìm kiếm những khe hở. Những đường chọc khe của anh luôn là rất nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống đánh gót của chú Tệu và đem lại được một tình huống đá biên dành cho những người đồng đội của mình. Sau tình huống xử lý vừa rồi thì chú Tệu một lần nữa cười rất tươi. Ngày nãy mình ghi mỗi trực tiếp trắng với đội xanh dương. Đã là phút thi đấu cuối cùng rồi, phút thi đấu chính thức cuối cùng, và nếu như tỷ số này được giữ nguyên trong ít phút còn lại thì đội xanh dương sẽ là người có được chức vô địch trong giải đấu giao hữu Tứ Hùng ngày hôm nay. Cúp ở đây sẽ có lẽ sẽ là nhiều lít bia, nhiều lít rượu hơn trong buổi tối tất niên ngày hôm nay thôi. Có lẽ là tháp bia hay là tháp rượu, tùy vào các cầu thủ của chúng ta mong muốn, vì họ là nhà vô địch mà.
đưa bóng vào. Vẫn còn trong cuộc. Bóng đi hết đường biên dọc rồi. Đứng trước bóng sẽ là Đức Tín. Chú Tệu. Dũng Bắc. Mất bóng rồi. Có phản công được hay không dành cho đội bóng áo xanh dưỡng. Đây là Đạt. Quyết định là đột phá tới Tư Đạt. Không thể qua người. Dũng Bắc. Đưa bóng vào. Hai đội bóng của chúng ta. Và không biết là sẽ là penalty hay là bàn thắng vàng đây. Như vậy sẽ là đá penalty. Đá penalty tới từ hai đội tuyển của chúng ta. Đội bóng áo trắng sẽ... Có lẽ đội bóng áo trắng sẽ là người sút trước. Chúng ta hãy cùng với đến với tình huống đá pen lần này. Đứng trước bóng đang là bình luận viên Quốc Khánh. Đối đầu đó là thủ thành Tưởng. Bình luận viên Quốc Khánh không thành công. Bình luận viên Quốc Khánh và tôi nhìn thấy sự xuất hiện của hai đầu cán quýt đang quay lại gương mặt của bình luận viên Quốc Khánh sau khi sút trượt quả pen vừa rồi. Người đá biên sẽ là chú Tệu, người đá pen thành công. Cú sút pen thành công của chú Tệu. Đứng trước bóng lần này là Tuấn Anh Junior. Như vậy là đã có được quả pen được công nhận dành cho Tuấn Anh Junior. Lần này là Đức Tín, một cú sút phải nói là rất mạnh của Đức Tín. Chưa có còi. Và lần này người đang đứng trước bóng là số 24 bên phía đội bóng áo xanh nước biển. Cú sút rất khó chịu. Và bàn thắng đã tới dành cho đội bóng áo xanh dưỡng. Đứng trước bóng lần này là Lệ Rời. Lệ Rời rất dứt khoát. Bây giờ sẽ là Đạt bên phía đội bóng áo xanh dưỡng. Đạt cũng rất dứt khoát tới từ vị trí của Đạt. Lần này đó là vị trí của đội bóng áo trắng và tiếp tục là bàn thắng. Lần này là Trung Mộc. Cú sút của Trung Mộc. Cú sút phải nói là nổ lưới đến từ vị trí của Trung Mộc. Rất quyết tâm. Thua. Cái gì cơ? Nhà zoom ra tí chung này cho nó đây. Đây là cầu thủ môn Tưởng. Và vẫn có bàn thắng.
Tuy cổ động viên đã đứng kín hết cả sân rồi nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy và bình luận một cách rất chính xác dành cho quý vị khán giả. Cú sút rất khó chịu và như vậy đây sẽ là cú sút, có lẽ là cú sút cuối cùng để quyết định trận đấu ngày hôm nay rồi. Vừa rồi đã là một cú sút không thành công của đội bóng áo xanh. Cú sút rất dễ dàng đối với vị trí của Dũng Bắc và chức vô địch thuộc về đội bóng áo trắng của chúng ta. Xin chúc mừng và xin khép lại giải đấu của Trà Family trong năm 2022 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào những trận đấu lần sau.